Hello, như vậy là cái hàng hóa của mình đã được gói xong để gửi cho các em ở bên Mèo Vàng Hà Giang nhá. Ở đây mình xin nói được với các bạn là mình gửi cho bạn đấy cho không thôi nhá. Đấy gọi là làm từ thiện đó. Thì là cho không bạn này. Thì là câu chuyện như sau, trước kia thì cái bạn này ấy, thì mình có gửi cho bạn đấy là 50 cây. Tuy nhiên ấy bạn ấy là lúc đầu tiên thì là bảo là hỏi bà xem là có đồng ý để mua cái cây quế không. Thì sau khi gửi đến nơi ấy thì là cái bên shipper gọi lại cho bảo là em đấy lại không thấy nghe máy. Đó, thế rất là khó khăn lúc đấy ấy. Thì mình mới là gọi lại thì đúng thực ra là không nghe máy thật. Đấy. Thì là đến 3 hôm sau mình gọi lại thì vẫn gọi lại được cho em đấy. Đó. Thì là sau khi gọi lại cho em đấy thì mình mới biết được cái hoàn cảnh của em này thì là ở với bà. Đó, ở với bà nhé. Thì là bà ấy, bà với em ấy là ở cùng nhau. Thì hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Đó. Thì sau đó mình mới bảo với shipper rằng là mình gửi luôn cho em đấy cái cây đó. Sau đó mình gửi cái bắn tiền cho cái shipper để shipper mang đến tận nhà luôn. Có 50 cây thôi mà, không nhiều đâu các bạn ạ. Đấy thì là shipper mang đến tận nhà cho. Và 50 cây đó, sau đó thì mình lại tìm hiểu được cái hoàn cảnh ấy. Thì là bây giờ hôm nay mình gửi luôn cho em đấy, nhân dịp đầu xuân luôn là đây là có 200 cây thôi, không nhiều đâu. Đó, bao gồm cả cái tiền ship, đến tiền cây của mình ấy, thì mình gửi cho bạn đó. Thì mong rằng ấy, thì tới này, với 200 cây này đó, thì là bạn ấy sẽ chăm sóc nó tốt. Và để tới này được bán cho thị trường và trang trải cuộc sống. Em này thì là ở bên Mèo Vàng Hà Giang nhá các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.